thì quý mến chào quý khán thính giả của kênh HTD News. rất vui lại được gặp quý vị trong bản tin của ngày hôm nay. kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. trước khi đi vào nội dung của phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề: "Thái lộ lực lượng biệt kích Ukraine" chuyên đột kích các căn cứ Nga ở Crimea, khiến Putin đứng ngồi không yên. Kính thưa quý vị, các cuộc tấn công chấp nhoán là một phần của chiến dịch lớn hơn, sử dụng máy bay không người lái và tên lửa nhằm làm suy yếu quân Nga và làm mất tinh thần của người dân Nga ở bản đảo Crimea. Một buổi tối muộn trong tháng 10, hai đến biệt kích Ukraine lẻn vào một con phố nhỏ ở Kiev trên một chiếc SUV cũ kỹ, trở về sau một cuộc tấn công nguy hiểm vào ban đêm nhằm vào các vị trí của Nga ở bán đảo Crimea. Họ bí mật chui vào một căn hộ được trang bị nội thất sơ sài. Tại đây họ ngồi ở bàn làm việc, mệt mỏi và hơi nhít nhát, kể lại điệp vụ mới nhất của họ theo phong cách thực tế. Esco, 38 tuổi, nói rằng, Rất khó khăn, Kukha, 23 tuổi, nói thêm rằng, Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất của chúng tôi là thành viên của một đơn vị trong lực lượng hoạt động đặc biệt của cơ quan tình báo quân đội Ukraine. Những người lính này chỉ liên hệ với phóng viên bằng mật danh của họ. Hai người lính này đã cùng hơn 30 người khác chạy đua hơn 100 dặm qua phía tây của biển Đen trên ván trượt phản lực để tấn công các cơ sở phòng thủ quan trọng của Nga trước khi trốn thoát. Đây là cuộc tấn công đổ bộ thứ hai của Ukraine trong 6 tuần qua. Các cuộc đột kích trên là một phần trong một loạt các cuộc tấn công trừng phạt vào Crimea của lực lượng Ukraine kể từ giữa mùa hè. Chúng đã thành công trong việc vô hiệu hóa một số hệ thống phòng không của Nga và làm hư hại các ổ tàu sửa chữa của hải quân Nga tại Sevastopol. Nga sau đó đã di chuyển 10 chiến hạm từ Sevastopol trên bờ biển phía Tây Crimea đến cảng Novorossiysk trên đất liền Nga. Mặc dù các quan chức Mỹ cho biết vẫn chưa rõ liệu việc rút quân này có liên quan đến lo ngại an ninh hay chỉ là một sự luân chuyển tàu thường xuyên. Nhưng không thể phủ nhận rằng các cuộc tấn công bên trong Crimea đang gia tăng và có thể còn gia tăng hơn nữa với tên lửa tầm xa ISAP mới vừa được Mỹ chuẩn giao. Tin báo quân đội Anh cho biết trong một tuyên bố, một trận chiến tấn công có chiều sâu và năng động đang diễn ra. Việc hạm đội Biển Đen rút lui một phần khỏi Sevastopol căn cứ của lực lượng này trong hơn 200 năm đã giúp Ukraine phá vỡ sự phong tỏa của Nga và duy trì một số hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đen. Và đây là một thành công đáng hoan nghênh đối với Ukraine khi nước này tìm cách mở rộng cuộc phản công của mình. Không còn giới hạn ở việc phải dọ dẫm đi qua những bãi mìn của Nga. Các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine từ lâu đã tuyên bố ý định giành lại quyền kiểm soát Crimea, điều mà một số nhà phân tích quân sự cho là khó xảy ra. Đối với tổng thống Nga Vladimir Putin, người chỉ đạo việc chiếm giữ Crimea, đây không chỉ là căn cứ quan trọng cho các hoạt động của Nga ở miền Nam Ukraine mà còn là viên ngọc quý của đế chế Nga mà ông đã thề sẽ gìn giữ. Chiến dịch của Ukraine bắt đầu cách đây một năm với cuộc tấn công vào cầu eo biển một công trình xây dựng điển hình của Nga nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Nhưng nó đã trở nên căng thẳng hơn với cuộc phản công vào mùa hè năm nay, khi lực lượng Ukraine bắt đầu nhắm mục tiêu vào Crimea bằng các cuộc tấn công tên lửa vào sâu phía sau chiến tuyến. Tên lửa tầm xa đã tấn công các cây cầu trên các tuyến đường bộ và đường sắt nối bán đảo này với phần còn lại của Ukraine cũng như các vị trí phòng không, căn cứ quân sự và sở chỉ huy. Mục đích của các cuộc tấn công là nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần của quân đội Nga và làm suy giảm khả năng hoạt động của lực lượng này. Một chiến thuật mà chỉ huy hàng đầu của Ukraine, tướng Valery Jolotny, đã sử dụng cho các cuộc phản công ở khu vực Kharkiv và Kherson. Vào cuối tháng 6, cây cầu Sonha trên một trong những con đường chính dẫn ra bán đảo đã bị hư hại. Vào ngày 17 tháng 7, cầu Kerch lại bị một phương tiện không gửi lái trên biển tấn công. Một tổ chức phi chính phủ địa phương, SOS Crimea, đã báo cáo các vụ nổ gần như hàng ngày trên bán đảo trong những tuần sau đó. Các cuộc tấn công trên đã có tác động mạnh mẽ đến công chúng nga. Các quan chức địa phương cho biết, từ mức cao nhất là 9 triệu vào năm 2019, số lượng khách du lịch nga đến thăm Crimea đã giảm xuống còn 6 triệu vào năm ngoái và chỉ còn hơn 4 triệu trong năm nay. Lyudmila Denisova, cựu nghệ sĩ Ukraine có thành viên gia đình sống ở Crimea, cho biết hàng nghìn người Nga định cư ở Crimea hoặc mua bất động sản ở đây sau khi sắp nhập vào năm 2014, đang bán tài sản của họ và giá nhà đất đã sụt giảm. Bà Lyudmila Denisova nói rằng, mỗi cuộc tấn công thành công của Ukraine đều làm phức tạp thêm cuộc sống ở Crimea. Cuộc tấn công tàn khốc nhất xảy ra vào giờ tháng 9, khi tên lửa tấn công một tàu ngầm và một tàu đổ bộ của Nga tại ụ tàu khô của cảng Sevastopol. Một tuần sau, quân Ukraine bắn tên lửa tầm xa Storm Shadow vào trụ sở của chỉ huy hạm đội Biển Đen, cũng ở Sevastopol, khiến hàng chục sĩ quan bị thương. Shevchen Mishreva, biên tập viên của nhật báo Ukrainska Pravda, có trụ sở tại Kiev, dẫn lời các quan chức tình báo Ukraine cho biết, nhiều người Crimea đã đưa ra đề nghị cung cấp thông tin cho tình báo Ukraine kể từ cuộc tấn công đó. Cô nói, trước đây họ sợ chia sẻ thông tin và nói thêm rằng, bây giờ có thể họ mong đợi điều gì đó sẽ sớm xảy ra và họ muốn giúp đỡ các lực lượng vũ trang Ukraine. Bên cạnh các cuộc tấn công tên lửa, cơ quan tình báo quân sự Ukraine bắt đầu các hoạt động đặc công của mình. Vào cuối tháng 7, các đặc vụ Ukraine đã nắm quyền kiểm soát tháp Boyko, một nhóm giàn khoan khí đốt ở phía tây của Biển Đen mà Nga đã chiếm giữ vào năm 2014, nhưng đã bỏ khoan và tháo dỡ một anten giám sát. Vào ngày 24 tháng 8, lính biệt kích Ukraine đã thực hiện cuộc đột kích đầu tiên được biết đến vào Crimea kể từ năm 2016, tấn công một căn cứ của Nga ở mũi Trakhankov, điểm cực tây của bán đảo này. Căn cứ này chứa một anten và các hệ thống gây nhiễu liên lạc điện tử trên một khu vực rộng. Một chỉ huy của nhóm Brasbro gây thực hiện cuộc đột kích có biệt danh Broski cho biết rằng, nhờ có anten này mà họ có thể nhìn thấy mọi thứ trên biển. Ông nói thêm, nhiệm vụ là tiếp cận chúng ở cơ ly rất gần và cho nổ tung chúng. Brasbro có nghĩa là tình anh em trong tiếng Ukraine là một đảng chính trị do Dimitro Koshinsky, một cựu chiến binh từng tham gia các cuộc chiến ở Caucasus chống lại quân đội nga vào những năm 1990 lãnh đạo. Koshinsky được cho là có quan hệ với các cơ quan tình báo Liên Xô và Ukraine cũ. Đảng này được mô tả như là một đảng theo chủ nghĩa dân tộc, cơ đốc giáo và cực đoan cánh hữu. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào tháng 2 năm 2022, các tình nguyện viên của Brasvo đã được hòa nhập với hàng ngũ của cơ quan tình báo quân sự Ukraine và thực hiện các cuộc tấn công đầu tiên vào Nga vào năm ngoái và trên đất Crimea trong năm nay. Trong một cuộc đột kích bằng biệt kích lần đầu tiên, Bunkies đã mua một loạt ván trượt phản lực để vận chuyển 20 người đến căn cứ của Nga ở mũi Trakankot. Một người chỉ huy có biệt danh Murakha dẫn đồ nhóm và họ khởi hành vào lúc hoàng hôn cùng với một chiếc thuyền tiếp tế đi kèm hoàn toàn không dùng liên lạc điện tử vì hệ thống gây nhiễu của nga chỉ dựa vào la bàn cầm tay vì cảm thấy khó chịu khi phải tân gấp đôi số người trên ván trượt phản lực một nửa số người đã phải ngồi trên thuyền tiếp tế trong suốt chặng đường với việc hải quân nga hầu như vắng bóng ở phía tây của biển đen mối đe dọa lớn nhất đối với lực lượng biệt kích ukraine là từ trên không nga có ưu thế về không quân trong khu vực và các tàu thông thường của ukraine đã liên tục bị máy bay phản lực của nga tấn công nhưng kích thước nhỏ và kiểu dáng thấp của ván trượt phản lực đã giúp cho họ tránh được sự chú ý họ tới bờ biển vào sáng sớm đáp xuống một bãi biển đầy sỏi được trang bị bốn khẩu súng máy năm người đàn ông leo lên một ngọn đồi và chiếm các vị trí nhìn ra căn cứ và anten Muraha cho biết khi những người còn lại trong nhóm lên bờ, súng máy của Nga bảo vệ căn cứ đã nổ súng. Nhưng những người trên đồi đã sẵn sàng và kịp thời bố trí súng máy trấn áp. Sử dụng súng phóng lựu phát vai, họ bắn nhiều quả lựu đạn phóng tên lửa vào canh và căn cứ trước khi rút lui. Một số người trong nhóm đã trèo cờ Ukraine trên một tòa nhà, quay lại video cảnh đó trước khi rút chạy. Nhóm biệt kích đã trốn thoát mà không có ai bị thương nhưng tàu tiếp tế đã bị bắn trúng và phải rút lui, nên tất cả 20 lính biệt kích phải thực hiện chuyến trở về kéo dài 6 giờ trên ván trượt phản lực, được trang bị đặc biệt với các khoang để chở đạn dược và nhân liệu bổ sung. Bonkis cho biết, việc nghe lén các liên lạc điện tử của Nga cho thấy người Nga đã bị thương vong trong cuộc tấn công, nhưng ông không biết liệu mục tiêu chính Anten có bị trúng hay không. Nutrinos một nhà nghiên cứu tại viện dịch vụ thống nhất hoàng gia ở london mô tả cuộc đột kích vào crimea là thú vị về mặt chiến thuật nhưng còn quá sớm ông nói rằng ukraine vẫn chưa ở vị thế có thể lợi dụng bất kỳ sự suy yếu nào của hệ thống phòng thủ nga bongki cho biết thành tựu chính của chiến dịch là thay đổi nhận thức chứng minh rằng quân ukraine có thể tiếp cận bờ biển crimea và cho công chúng của nga thấy rằng crimea không còn là nơi an toàn Ông Borky nói, Nó nâng cao tinh thần người Ukraine chúng tôi và làm giảm tinh thần của người Nga tại Crimea. Họ không thể thư giãn tắm nắng trên những bãi biển này nữa. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp